Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái đệm lót yên xe máy gắn trên mọi loại xe luôn nha anh em. Ví dụ như chiếc xe của mình là Exciter đây, mình đang gắn cả một cái đế sau, một cái là đệm trước. Cái loại này thì ngồi lên rất là êm và nó không bị xẹp. Cái này là chất liệu là cao su non 100% luôn nha. Cao su non thì nó sẽ cho một cái cảm giác là nó thoải mái hơn, êm ái hơn. Một số anh em lúc trước là sử dụng bằng hơi. Hơi thì anh em xài một thời gian thì nó chắc chắn là nó sẽ bị lủng và bị xẹp. Cho nên là nó sẽ có rất là nhiều nhược điểm. Chính vì vậy mà bên mình đã chuyển sang sử dụng cái loại là cao su non này nha. Khi anh em xài cái này rồi á, mà anh em sợ trơn trượt á, thì anh em sẽ lắp thêm một cái bộ lót bên ngoài nữa nha. Bộ lót thì nó sẽ như thế này, sau đó là anh em khóa lại là được nha. Chỉnh phía trên này nè, cho nó vừa khớp với cái khuôn vỏ là được. Rồi siết dây lại như thế này là xong. Sau đó anh em để vào cái bề mặt này. Ở dưới đây là nó có cái độ bám cho anh em nè. Cái độ bám này thì nó sẽ giúp cho bám lên cái yên của mình nha. Rồi để như thế này. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái móc. Thì móc thì nó sẽ cho anh em là hai cái. Móc này là nó cũng đơn giản thôi. Rồi anh em chỉ cần là móc như sau. Móc một bên trước nha. Em sẽ thấy mình luồn như vậy đó, đơn giản vậy thôi. Và móc lại như thế này là xong. Nó có tăng đưa nha. Nếu mà cái yên của bạn là nhỏ quá, to quá thì các bạn có thể chỉnh lại được nha. Rồi, cái phía trước thì nó cũng tương tự vậy luôn. Em bỏ qua móc như thế này. Móc lên vào trong cái dây móc. Rồi, như thế này là xong nha. Rồi, một người. Ok, đệm rất là êm và rất là chắc chắn nha anh em. Anh em xài lâu nó không có bị hư, không bị xẹp đâu. Cứ để em để vậy xài thôi. Cái đệm phía sau này là nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ phù hợp cho rất là nhiều loại xe. Ví dụ như xe của mình là nó để vừa đúng cái khớp cái yên luôn. Ở dưới đây dây thì nó tương tự luôn. Rồi anh em chỉ cần là bỏ vào cái yên, mở một bên ra trước như thế này. Rồi để lại như vậy, sau đó để vào cái vị trí xe, luồn qua, móc vào. Thì người ngồi sau ngồi rất là êm nha anh em. Đó, trước sau là đều như nhau hết á. Anh em xài đó, rất là thoải mái. Cái này á, nước mưa thì nó sẽ xuyên qua luôn nha. Mà nó chảy ra ngoài, nó không có ngấm lại nước mưa đâu nha anh em. Mình ngồi như này, yên thì nó sẽ cao hơn một chút xíu. Cảm giác là cực kỳ thoải mái, nó không có gây đau hay là khó chịu đâu nha. Anh em shipper hoặc là biker á, xài mà đi đường dài là tốt nhất trang bị cho mình một cái nha. Giá rất là rẻ á. Anh em nhấp vào góc trái lên màn hình để xem sản phẩm nha.